Dưới tác động của chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt thì không chỉ không khí mà nguồn nước ngầm hiện cũng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Do đó, để có thể sử dụng được nguồn nước sạch thì việc sử dụng máy lọc nước, trong đó có máy lọc nước đầu nguồn nhằm loại bỏ các loại tạp chất, vi khuẩn, kim loại nặng có trong nước đầu nguồn được nhiều người tiêu dùng hiện nay lựa chọn. Hệ thống lọc nước đầu nguồn là thiết bị sử dụng công nghệ lọc nước hiện đại, tiên tiến với mục đích lọc sạch nước sinh hoạt cho toàn bộ căn nhà, mang lại nguồn nước an toàn cho sức khỏe cho cả gia đình. Là thương hiệu Mỹ có hơn 145 năm lịch sử, A.O. Smith đang giữ vị thế dẫn đầu tại nhiều quốc gia trong các giải pháp về nước sạch và nước nóng, tiên phong phát triển công nghệ nâng cao chất lượng sống của người tiêu dùng trên toàn cầu. Sau 7 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, A.O. Smith đã tiếp tục cho ra mắt dòng sản phẩm lọc nước đầu nguồn A.O. Smith System E97 với nhiều cải tiến và công nghệ hiện đại nhất. Sản phẩm A.O. Smith System E97 nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy của A.O. Smith tại châu Âu, được ứng dụng công nghệ Maximizer giúp khử cứng và làm mềm nước, đảm bảo nước tiếp cận tối đa vật liệu lọc, từ đó khai thác tối ưu hiệu quả hệ thống. Sản phẩm còn sử dụng bộ lọc kép AG Aquamandis lọc cặn bẩn, lọc sắt và khử mùi, kết hợp với đèn UV diệt khuẩn giúp tiêu diệt virus, vi khuẩn và các tác nhân gây hại trong nước, đảm bảo nước sinh hoạt an toàn theo tiêu chuẩn cao nhất. Đáp ứng nhu cầu phong phú của người tiêu dùng và điều kiện nước đầu vào tại Việt Nam, A.O. Smith cung cấp đầy đủ các giải pháp toàn diện về sản phẩm và dịch vụ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sản phẩm được ưa chuộng bởi các cư dân tại các khu đô thị lớn như Phú Mỹ Hưng, Vinhomes, Sala, quận 2.